Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 12 tây tháng 5 anh em. Rồi buổi tối hôm nay thì em lên cho anh em tầm khoảng 20 mấy lô máy anh em. Hai mấy lô máy ha. Rồi hôm nay thì có lên là ba lô anh em. Ba lô ha. Ba lô đủ thứ các loại anh em, 32, 34 ly. 36 ly cũng có anh em, 40 ly cũng có luôn ha. Rồi đủ thứ các loại ba lô anh em. Rồi phía dưới là những cái lô máy nhỏ nhỏ xinh xinh anh em mới cần. Rồi ngoài này thì em có con có ba con máy nha anh em, một con máy sới nè, một con Kiwis 24 máy nổ sẵn nè. Con đó Gobin 351 anh em, đồng 36 ly ha. Cái này nổ sẵn là tại vì em châm xăng vô là nó nổ luôn anh em. Chứ em chưa dọn ha, về anh em mình vệ sinh đồ lại nha anh em. Vệ sinh đồ lại ha. Rồi em vô cái con này. Con này thì em châm xăng vô là nó nổ luôn anh em. Con này là 24cc ha. Còn con máy sới này cũng vậy anh em. Con máy sới này nó cũng nổ luôn ha. Thì con máy sới này anh em nào chốt thì ngày mai em sẽ test nổ gửi qua Zalo anh em. Con này bán cho anh em 1,3 triệu ha, 1,3 triệu. Bình xăng lớn là bao đẹp anh em, trắng sáng luôn nè. Rồi ga bóp cho nóng cần anh em, ga bóp hệ. Rồi lồng sới đầy đủ anh em, lồng sới đầy đủ ha. Rồi con này thì bán cho anh em 1,3 triệu ha, 1,3 triệu. Còn con này thì là con Echo Kiwis anh em, 2430 ha. Con này thì nồng 34 ly anh em, 24cc ha, nồng 34 ly. Con này thì ga bóp trên ống cần nha anh em. Ga bóp trên ống cần ha. Con này thì hồi nãy em châm xăng vô giật nổ luôn nha anh em. Rồi con này thì anh em nào chốt quá thì 1 triệu anh em, 1 triệu ha, 1 triệu. Con này thì là 24cc anh em, 24cc nồng 34 ly. Rồi ga bóp trên ống cần, tay lái là tay lái tròn, đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Rồi con này 1 triệu. Rồi tiếp theo là con Gobin anh em. Gobin này là Gobin 351 ha, 351 anh em, nồng 36 ly. Bình bướm này là bướm mũ anh em, bướm mũ ha. Rồi con này là 36 ly anh em, 351 ha. Con này là 2,5 triệu anh em. 2,5 triệu ha. Cái này thì em châm xăng vô là nó nổ luôn ha. Về anh em mình muốn ngon hơn hay là để về chạy luôn thì anh em để ha. Còn cái thì mình vệ sinh thêm anh em, vệ sinh thêm ha. Rồi con này là bướm nhựa anh em, 351. Tay lái là tay lái dài ha. Ga bóp này là em gắn cái ga bóp mới vô anh em. Về cho anh em mình bóp ha. Rồi tay lái dài, đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Rồi. Con bướm nhựa 351 này thì là 2,5 triệu anh em. Rồi 2,5 triệu. Rồi em vô cái lô đầu tiên anh em. Lô đầu tiên là lô số 1. Lô số 1 ở đây là mấy cái đầu máy ba lô anh em. Đầu máy ba lô ha. Rồi đầu này là đầu Magu anh em. Magu 26cc ha, nòng 34 ly, tum là tum gời hết nha anh em. Mấy cái đầu máy này đầu máy chỉnh ba lô nha anh em. Rồi tum của nó là tum gời 260 hết ha. Rồi cái này thì bán cho anh em là một đầu gì là 900.000 nha anh em, 900.000 ha. Đầu Magu 26 nòng 34 ly. Rồi lô số 1 nha em. Lô số 1 4 đầu 3,6 triệu, 900.000 đầu nha anh em. Magu 26 nòng 34 ly, 900.000 đầu. Rồi số 2 là cây máy Kawasaki anh em, TG25 ha. Con này bao đẹp luôn anh em, con này bao đẹp luôn ha. Rồi con này thì 900.000 anh em. Con số 2 ha, 900.000 một cây anh em, Kawasaki TG25 bao đẹp. Con này thì nó bị mẻ cái áo chỗ này một tí anh em, thì anh em nào chốt con này thì em sẽ kiếm cái áo đổi cho anh em ha, hoặc là tặng kèm thêm một cái áo anh em. Áo này thì em giữ nguyên cho anh em luôn ha, còn em sẽ tặng kèm thêm một cái áo. Rồi tiếp theo là lô số 3. Lô số 3 là con này là con Mitsu nè. Mitsu TL261. Rồi con Mitsu TL261 ha. Rồi cái cần của nó là nguyên cần anh em, cần của nó cần câu anh em, cần câu ha. Rồi con số 3 là 1,5 triệu anh em, cần câu.
Mitsu TL 261 anh em, cần câu ha. Lô số 3 1,5 triệu. Rồi lô số 4. Số 4 là con này là con cơm Mitsu anh em. Cơm Mitsu G2KC ha, con này quá đẹp anh em ơi. Đỏ ao luôn. Con này có đề anh em. Con này là cơm Mitsu G2KC có đề ha, đỏ ao bao đẹp. Chế của nó là chế ra ngang anh em. Dây chế ra ngang vú dưới ha. Rồi cái này thì 600 ngàn anh em, 600 ngàn ha. Một cây. Con này là có cần luôn anh em. Có cần luôn ha. Rồi lô số 2, số 4 anh em, một cây 600 ngàn. Cơm Mitsu G2KC. Bình xăng của nó nằm trên nha anh em, bình xăng nằm trên ha. Con này có cần luôn nha anh em, cần của nó đây. Rồi lô số 5. Số 5 là con Mitsu TB. TB là TB26 ha. TB26 anh em, đỏ ao bao đẹp luôn ha. Chế của nó sẽ chế ra ngang quanh gồ hai kim. Rồi con TB26 này là 1 triệu 2 anh em. TB26 1 triệu 2 ha, có cần luôn anh em. Nó còn có nguyên cây cần luôn ha, đây cần của nó đây. Rồi, lô số 5 anh em, lô số 5. Một cây 1 triệu 2 ha, TB26. Su TB26 1 triệu 2. Rồi số 7 anh em. Ủa số 6 chứ lộn. Số 6 thì con này quá đẹp anh em ơi. Như máy thùng luôn anh em ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới nè. Bình xăng Oppo nè. Bộ trắng tinh luôn, chưa có thấy nắm khói luôn anh em. Cực kỳ mới luôn, mặt trực trợ lực luôn ha. Rồi, con số 6 anh em. Con số 6 này là 750 ngàn ha, 750 ngàn. Số 6 anh em, Makita nè, 262 nè. Chế là chế ga ngang luôn ha. Bình xăng lớn thì trắng sáng, bô thì ôi quá đẹp luôn anh em, như máy thùng luôn. Rồi, con này số 6 anh em, 750 ngàn. Tiếp theo là số 7. Số 7 là hai con Shindewa anh em. Con này là Shindewa Shot. Shot này là Shot 260 ha. Shot 260 anh em. Con này thì nó xài chế ga ngang hai kim luôn. Ngang hai kim luôn anh em. Shot 260. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực anh em, trợ lực cũng ha. Rồi con này thì có đầy đủ cần anh em, cần lắp dây đều đầy đủ ha, mặt giật trợ lực. Con này là Shindewa đời mới anh em, Shindewa đời mới. Con này là hai con này 30 anh em ơi. 3026 ha. 3026 chứ. Con này trên lòng 34 anh em ơi. Con này lòng 34 ha. Rồi lô số 27 là 2 cây anh em, 2 cây 2 triệu 2. Shindewa đời mới nè, Shindewa Shot 2006. Rồi 2 cây là 2 triệu 2 anh em, 1 triệu 1 cây ha. 1 triệu 1 cây. Lô số 7. Rồi lô số 8. Lô số 8 là con này là con G4K anh em ơi. Con G4K. Đây, con này là Genos cơm Mitsu nè, G4K. Con này thì nước sơn rồi còn mới tinh nha anh em. Cái này tại vì nó đóng sình ha, đóng sình đóng đất thôi. Về anh em mình rửa ra thì bao đẹp nha anh em. Rồi cái đầu số 8 này là 1 triệu 8 anh em. Số 8 1 triệu 8 ha, G4K. Đóng sình đóng đất. Rồi G4K nha anh em. Con số 8 1 triệu 8. Rồi số 9 nha anh em. Số 9 là con này là con Mitsu. Rồi con này là con Mitsubishi nè. Mitsubishi ha, bao đẹp nha anh em. Coi nè, áo bô, áo bô e nè, áo rồi còn đỏ ao hết nha anh em, cực kỳ đẹp. Rồi cái con Mitsu này thì nó là nó xài cái cắt cành nha anh em. Đó, cắt cành nha anh em, ra bóp nè. Con này nó cưa củi ha, cưa củi cắt cành. Cưa củi cắt cành nha anh em. Mình cắt ở phía trên thì cũng được ha, phía dưới thì cũng được luôn nha anh em. Đó ha. Cưa củi cắt cành nha anh em, con này. Rồi, con này là con số 9 nha anh em, số 9 này. Số 9 nha anh em, một cây này là 800 ngàn ha. Cưa củi cắt cành nha anh em. Cắt cành ha. Rồi số 9 800 ngàn một cây anh em. Rồi tiếp theo là số 10. Số 10 này là Echo 240 anh em. Echo 240 ha, nòng 34 ly. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực anh em. Mặt giật trợ lực ha, bao đẹp luôn.
Rồi con này nồng 34 ly nha anh em. Một cây 800 ngàn ha, số 10. 800 ngàn. Số 10 anh em, một cây 800 ngàn, Echo 240 mật dịch trợ lực, nồng 34 ly. Rồi tiếp theo là lô số 11. Số 11 thì con máy này là siêu mới luôn anh em, bao mới luôn nè. Con máy này thì cực kỳ mới anh em. Anh em thấy không, ốc ác rồi vàng tươi luôn anh em. Vàng tươi luôn, nước sơn nè, bóng hới. Rồi con này nó còn thiếu cái bình xăng trên nha anh em. Bình xăng trên này thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Rồi con này thì anh em thấy không, tới mà cái bình xăng con thôi là anh em thấy anh trắng tư, mà ốc thì vàng tươi luôn nha anh em. Quá đẹp luôn, con này quá đẹp, siêu đẹp. Rồi số 11 này là 600 ngàn nha anh em. Số 11 ha, 600 ngàn. Cần lắp dây rồi đầy đủ nha anh em. Cái nào em báo, em bán đầu là em báo bán đầu nha anh em. Còn em không báo là em không nói gì tới thì là nguyên cây nha anh em. Nguyên cây ha. Cái nào bán đầu thì em bán đầu. Rồi số 12. Số 12 này con Mitsubishi TL43 nha anh em. Con này thì cái áo nó mẻ ăn tí ha. Mẻ ăn tí chỗ này. Rồi số 12 này nguyên cây nha anh em, 1.1 triệu ha. Mitsubishi TL43. Con này thì cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Bao đẹp luôn ha, cần lắp dây đồ đầy đủ. Rồi Mitsubishi TL43. Con này 1.1 triệu nha anh em. 1.1 triệu. Số 12. Số 13 là con 4 thì. 13 là con này là con Honda nha anh em, Honda 4 thì ha, mắc in da băng luôn. Rồi con số 13 này là 1.2 triệu nha anh em. Quá đẹp anh em ơi, ốc ác còn vàng nữa nè, vàng cháy luôn. Vàng tươi, vàng cháy. À dạ. Rồi con số 10 này là con số 12 nha anh em. Ủa số 13 chứ. Anh em thấy không? Tum nè. Tum nhỏ anh em, tum nhỏ, tum 260 ha. Con này thì bao mới anh em. Còn cực kỳ đẹp luôn nè. 4 thì. Rồi con số 13 này 1.2 triệu. Con này hiện tại nó đang thiếu cái nắp e thì em lắp cho anh em đầy đủ ha, nắp e, nắp xăng đồ đầy đủ anh em. Con này thì bao mới, bao đẹp luôn. Rồi số 13 anh em, số 13. Honda GS 22. GS 22 ha, con này 1.2 triệu. Rồi số 14. 14 là con này là con Shindewa anh em. Shindewa S25 ha. Con này thì bao đẹp luôn anh em, đỏ ao luôn ha. Quá đẹp, quá mới. Rồi con số 14 700 ngàn. 700 ngàn anh em. Rồi số 14 700 ngàn. Số 15 là Shindewa, là Shindewa mấy đây? Shindewa này là Shindewa 251 bình xăng dưới. Xài chế quanh gồ 2 kim. Con này là 251 bình xăng trên. Xài chế le đỏ tự động bình xăng trên. Rồi con này là con gì đây? Con này 231 cái nè. Rồi lô này là tổng cộng là 3 cây ha. Con này là Shindewa 231 trợ lực cho nam chế ga ngang le đỏ tự động luôn ha. Con này là Shindewa 251 bình xăng trên. Con này là Shindewa 251 trợ lực luôn nha anh em, chế le đỏ tự động 2 kim. Rồi lô này thì đầy đủ cần lắp dây nha anh em. Đầy đủ cần lắp dây, bao cho anh em đầy đủ đồ luôn ha. Rồi lô số 15 nha anh em. 3 cây 2.550.000, 850.000 một cây nha anh em. 850.000 cây ha, Shindewa. 231 251 bao đẹp luôn. Rồi đầy đủ cần lắp dây hết nha anh em. 850.000 cây, số 15. 3 cây 2.550.000. Mười lăm rồi 16. 16 là con Shindewa 220 nha anh em, 220 ha, xài chế ga ngang 2 kim luôn. Con số 16 là 600 ngàn, 600 ngàn nha anh em. Đầu bò chắn kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ hết luôn ha. Shindewa 220. Rồi con này hơi lửa ngon lành nha anh em, hơi lửa ngon lành luôn ha. Rồi chế 2 kim luôn nha anh em. Rồi số 16 600 ngàn. Rồi số 17 nha anh em. Số 17 là con này là con Mitsubishi TU. Con này là con Mitsubishi TU nha anh em. Số 17. TU này là hàng Trung Quốc xuất Nhật ha. Asaba Japan. Rồi con này 800 ngàn nha anh em. Số 17 800 ngàn. Tay lái dài ra bóp luôn ha. Ra bóp luôn. Tàu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em. Đầy đủ cho anh em luôn. Số 17 8 cách cho 800 ngàn.
Rồi số 18. Số 18 là hai con G2K bình sân trên nha anh em. G2K bình sân trên. Rồi 1.1 triệu cây nha anh em. Hai cây là 2.2 triệu ha. Lô số 18 hai cây 2.2 triệu. Đầu bò trắng kẹp dao đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 18 hai cây là 2.2 triệu, 1.1 triệu cây. Rồi G2K bình sân trên 1.1 triệu cây. TU hàng Trung Quốc xuất Nhật 800.000. Xin đi qua shop 22 anh em 600.000 ha. Chế hệ quấn gồm hai kim luôn. 18. 18 rồi. 19 ở đâu? Đây 19 đây. 19 là con Hitachi nha anh em, Hitachi 4 thì ha. Rồi số 19 này là 1 triệu anh em. Tay lá dài ra bắp hệ luôn ha. Hitachi 4 thì 19, 1 triệu. Hitachi 4 thì nha anh em, số 19 á, 1 triệu. Rồi đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em. Tiếp theo là số 20. 20 là con Hitachi đầu nhọn nha anh em. Con này 500.000 ha. Hitachi đầu nhọn tôm gời luôn. 500.000 anh em, số 20. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em, đầy đủ hết luôn. Số 20 500.000. Rồi số 21. Rồi số 21 là con cơm mít su anh em. Cơm mít su này 26 ha. Con này 1.3 triệu nha anh em. Cơm mít su 26 1.3 triệu, tay lái dài luôn. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn nha, đầy đủ luôn ha. Số 21 1.3 triệu. Đồ số 22 là con này con ếch tim. Ếch tim đùi gà nha anh em, số 22 800.000. Rồi đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em. Số 22 ha 800.000, ếch tim đùi gà. Số 23 là con Honda. Honda nha anh em. Honda GX25 ha. Rồi con số 23 này là tay lái em lắp cho anh em tay lái dài luôn ha. Số 23 1.9 triệu nha anh em, 1.9 triệu. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha, đầy đủ luôn. Rồi, số 23 nha anh em, 1.9 triệu. Rồi lô số 24. Lô số 24 là con Shinku. Robincock QX22 anh em. Lô này 3 cây 1.8 triệu, 600.000 một cây ha. Lô số 24 3 cây 1.8 triệu, 600.000 cây. Shinku Robincock QX22. Lô này 3 cây anh em, 3 cây ha. Rồi 3 cây 1.8 triệu, 600.000 cây. Tay lái của lô này là em bao cho anh em tay lái dài hết ha. Ra bắp hệ luôn anh em, có ra bắp hệ luôn nè. Rồi lô số 24 3 cây 1.8 triệu, 600.000 cây. Rồi lô số 25 nha anh em. Lô số 25 là con cơm mít su. Cơm mít su này là cơm mít su 3.400 anh em, bình thân trên ha. Số 25 2.1 triệu anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ cho anh em luôn. Tay lái thì em lắp cho anh em tay lái dài. Số 25 2.1 triệu. Rồi số 26 anh em, 26 là G2KC ha. G2KC nồng 34 ly. Ủa 32 ly chứ. 2 cây 1.4 triệu, 700.000 cây nha anh em. G2KC nồng 32 ly, 2 cây 1.4 triệu. Tay lái thì tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ ha. Có cái ống cần nó bị cong thì em sẽ đổi cho anh em ống cần khác ha. Lô số 26 2 cây 1.4 triệu. Rồi lô số 27 nha anh em. 2 con ếch tin. Rồi 550.000 cây, 2 cây 1.1 triệu. Tay lái bao tay lái dài luôn anh em. Ếch tin ha. Rồi 550.000 cây, 2 cây 1.1 triệu nha anh em. Tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ luôn ha. Lô số 27 2 cây 1.1 triệu. Lô số 28 là Gobin nha anh em. Gobin 26 nồng 34 ly, 800.000 cây. 2 cây. Tay lái là một dài một tròn. Đầu bò chắn kẹp thì bao đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 28 2 cây 1.6 triệu. Rồi Gobin nha anh em, 2 cây 1.6 triệu ha. Honda GX25 1.9 triệu. Austin nha anh em, 800.000. Cơm Mitsu 26 1.3 triệu. Hitachi đầu nhọn 500.000.
Hitachi 4 thì 1 triệu. Rồi đây là cơm Matsu 3400, 2 triệu 1 bình xanh trên. G2KC 700 ngàn. Austin 86 550 ngàn. Robin. Robin này là Robin 26 ha. 1 triệu 6. 2 cây 800 ngàn cây. Rồi lô số 19, lô số 29 nha. Rồi lô số 29 này là hai con Magu ha, 26cc, nồng 34 ly anh em, bao đẹp luôn, đỏ ao luôn anh em. Rồi tay lái em sẽ lắp cho anh em tay lái dài hết ha, đầu bò chính kịp dao đầy đủ anh em. Lô số 29, 2 cây 2 triệu 3, 1 triệu 150 một cây anh em, đỏ ao luôn anh em, bao đẹp, tim gầy. Rồi lô số 30. Lô số 29 anh em. Rồi hết lô rồi anh em ơi, lô số 29. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại em ha, là 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em ha.